Xin chào bạn, ở đây mình có con len TT Artisan 35mm f1.4 ha. Lần trước đó mình đã làm clip mở hộp nó rồi. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn con len màu bạc của chúng ta. Đây, đây là màu bạc ha. Lần trước thì bên mình đã giới thiệu cho các bạn con len màu đen rồi. Và đây là màu bạc nó mới vừa ra luôn. Thì nó sẽ có các ngàm cho Fujifilm, Sony, Canon EOS M43 và Nikon Z nhé. Và đây là len mặc định thì nó sẽ có cái hình của hình ống kính và cái chữ TT Artisan như thế này. Còn nếu các bạn mà muốn custom len á thì nó sẽ như thế này ha. Ví dụ ở đây mình chỉ ví dụ thôi. Là mình đã custom hình người sắt và có dòng chữ AM Iron Man ở đây. Nếu các bạn mà muốn custom bất kỳ hình nào á hoặc chữ gì á lên len thì các bạn cứ gửi hình và chữ cho bên mình là được. Chi phí của custom á thì nó rất là rẻ, chỉ có khoảng 200-300 ngàn thôi, cực kỳ rẻ. Và con len này thì tất nhiên được làm bằng kim loại rồi ha. Đây. Và đây là số điện thoại bên mình. Link mua hàng được miễn phí vận chuyển mình sẽ để bên dưới nha. Hình chụp từ len á, hình chụp demo của len á thì mình sẽ để ở đây. Bài Artisan Việt Nam mình sẽ để ở đây nhé. Rồi, xin chào các bạn.